xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật. Chương trình này phát hình một cách rộng rãi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Nếu mà quý vị theo dõi Galaxy 19, còn ở Nam Cali là 57.19, Bắc Cali 16.12. Quý vị vào trong website của IBC, lúc nào quý vị cũng xem được phát hình trực tiếp. Và trong cái chương trình Sống Đạo Sống Phật hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về một vị trưởng lão hòa thượng có tên là Thích Ân Huệ. Đây là một vị hòa thượng người Hoa Kỳ. Và vì Ngài có cái duyên cùng với chúng tôi chung lo những cái Phật sự ở tại Chùa Diệu Pháp, ở Tu Viện Bảo Pháp trong suốt nhiều chục năm. Do vậy mà nhân cái ngày cuối nhật kỳ của Ngài, chúng tôi muốn chia sẻ một vài cái kỷ niệm mà chúng tôi có được giữa Ngài và chúng tôi. Trước đây đó, chúng tôi cũng có một đôi lần chia sẻ, nhưng mà có lẽ là mỗi lần thì cái suy nghĩ nó có một chút khác biệt. Dù trên căn bản thì vẫn là không có gì sai biệt. Thưa quý vị, cố trưởng lão hòa thượng Thích Ân Huệ sinh vào năm 1919 và Ngài đã viên tịch vào năm 2009, hưởng thọ là 91 tuổi. Anh là một người Mỹ trắng và Ngài đã tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ về tâm lý học, đã từng là giáo sư về môn tâm lý học ở một số trường đại học ở Hoa Kỳ. Và Ngài cũng là một vị khoa trưởng của phân khoa tôn giáo học tại Đại học Southwest. Ngồi cái vai trò của một nhà giáo dục dạy tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Ngài còn là một vị thiền sư. Ngài có một cái thiền đường ở tại thành phố Echobac. Và mỗi tuần như vậy thì Ngài có những cái lớp dạy về thiền. Và những người học trò của Ngài là những người ngoại quốc, người Mỹ có nè, người Mỹ có nè, người Hoa có, người Đại Hàn có. Ngài cũng dạy về cái bộ môn Tai Chi như là một cái cách để mà giúp cho điều kiện sức khỏe khả quan hơn.
Nhưng mà đặc biệt đó, là Ngài là một vị giáo thọ, thuyết giảng về những cái giáo nghĩa thầm thâm vi diệu do Đức Phật khai thị ở tại chùa Diệu Pháp. Ở một cái ngôi chùa cũ ở thành phố Monterey Park, và sau đó thì chuyển qua thành phố San Gabriel. Ngài mở một cái lớp thiền vào mỗi tuần, và mỗi thứ sáu như vậy thì Ngài cũng giúp chúng tôi để giảng về kinh Pháp Hoa. Sau khi đại chúng đọc tụng kinh Pháp Hoa, và chủ nhật đó thì Ngài cũng giúp cho chúng tôi thay phiên để giảng dạy. Đó là chưa nói đến những cái khóa tu học đặc biệt vào mùa hè, hay là khóa tu học mùa đông, hay là khóa tu bác quan trai, hoặc giả là những cái đại lễ như là đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan, vân vân và vân vân. Cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ hồi là khi mà chúng tôi gợi ý với Ngài tại sao Ngài không về ở chùa Diệu Pháp luôn, mà ở tại cái thiền đường chạy tới chạy lui nó vất vả như thế. Thì Ngài gật đầu đồng ý. Nhưng mà Ngài không có cho chúng tôi biết là cái gật đầu như thế trong những cái ngày tháng trước mắt, cái quyết định của Ngài sẽ như thế nào. Một bữa nọ, Ngài đã tạo một cái sự bất ngờ lớn đối với chúng tôi. Đó là Ngài nói rằng Ngài quyết định mua cái ngôi condo sát vách của chùa Diệu Pháp tại thành phố Monterey Park và ở đó. Như thế thì bất cứ một cái Phật sự nào khi chúng tôi cần đến Ngài, Ngài có thể tiếp tay, mà không phải chạy tới chạy lui, nó vừa mất thời gian nhưng mà nó cũng vừa làm cho trở ngại nếu mà có những cái Phật sự gấp không thể đáp ứng được. Nghe như thế thì chúng tôi rất là mừng, và chúng tôi biết là Ngài có một cái sự hy sinh rất lớn, bởi vì cái thiền đường của Ngài ở trên một cái triền núi rất là đẹp, nhìn xuống thung lũng rất là thơ mộng. Đúng là một cái ngôi thiền đường, và đó là một cái kỷ niệm gắn liền với cuộc đời Ngài suốt nhiều thập niên, và có nhiều thiền sinh cũng từng lui tới mỗi tuần. Ấy vậy mà Ngài sẵn sàng từ bỏ vì nghĩ đến cái tương lai của Đạo Pháp, vì nhận thấy cái trọng trách của một sứ giả Như Lai. Thì đó là một cái điều nó đã không chỉ làm cho chúng tôi ngạc nhiên mà còn hết sức xúc động. Nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời của chúng tôi. Và khi mà mua xong thì Ngài nói, ồ, ngôi chùa Diệu Pháp nó chỉ có 3 phòng chật hẹp. Ngài mời chúng tôi nếu có thể sang ở đó để mà ở. Thì chúng tôi cũng hứa, nhưng mà
tự biết là với cái trọng trách của một người trụ trì, chúng tôi cũng không thể nào ở hẳn, nhưng mà cũng để cho Ngài vui vì Ngài đã hy sinh cho chùa. Nên chúng tôi cũng hứa và trong suốt nhiều năm sinh hoạt chung với nhau như thế, chúng tôi hiểu ra một cái thực tế rằng là dù Ngài là một người có học vị cao, cái kiến giải của Ngài rất là uyên bác về nhiều cái lĩnh vực khác nhau, chứ không phải là chỉ có cái bộ môn tâm lý học hoặc giả là Phật học. Khi mà trao đổi, đàm đạo thì thấy rằng Ngài là một cái bồ kiến thức. Nhưng mà Ngài sống rất là chúng chị, rất là gần gũi với tất cả mọi thành phần, dù người đó là lớn hay nhỏ, dù người đó đến từ bất cứ quốc gia nào, không có một mảy may phân biệt. Cái phong cách của Ngài phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Ngài thể hiện một cái đạo phong hết sức là khả kính, hài hòa, lúc nào cũng nở một nụ cười. Và đó là cái lời khuyên mà Ngài luôn luôn nhắc nhở đối với những ai mà Ngài tiếp xúc, hay mỉm cười, cười ngay cả những cái lúc mà chúng ta không thể cười được. Ở cái tuổi 91, trước khi Ngài viên tịch, mà Ngài vẫn ngồi cái lưng thật thẳng, đọc những cái trang kinh và viết những cái văn kiện mà Ngài thấy rằng là cần phải thực hiện minh mẫn mỗi ngày như vậy, tự mình lo liệu tất cả. Dù tuổi đã cao, Phật sự đa đuôn, Phật sự ở chùa, ở tu viện, và với cái vai trò khoa trưởng của phân khoa tôn giáo học của Đại học Suez, bận rộn vô cùng. Nhưng mà tất cả Ngài tự lo liệu lấy. Đó là một cái bài học, nó giúp cho chúng tôi hiểu được rằng là mình phải chủ động để gánh vác những cái Phật sự, dù là Phật sự chung hay là những cái gì nó có liên hệ đến cái đời sống của cá nhân. Sống như thế nào để không tự biến mình thành một cái gánh nặng của xã hội, một cái gánh nặng của bất cứ ở đâu mình đang có mặt, ngược lại là một cái công cụ tháo gỡ những cái bế tắc, giải tỏa những cái gút mắt, những cái gánh nặng vốn dĩ làm cho bất cứ ai khi đối diện thì đều có những cái cảm nhận không hoan hỷ. Cho nên trong cái vai trò giáo thọ sư, Ngài đã hướng dẫn rất nhiều tăng ni Phật tử tìm về với chính mình, nhận rõ được cái thế đứng của mình. Mình là ai? Mình đang có mặt ở nơi đâu? Và điều gì mình cần phải thực hiện để có thể giúp cho thế giới này ổn định hơn, an lạc hơn? Và bản thân mình làm sao để lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng là một cái đóa hoa vừa có sắc nhưng mà vừa có hương. Một đóa hoa biết nói những cái chân thật ngữ, nói những cái loại ngôn ngữ mà từ đó
khiến cho người nghe có thể tự thanh hoa cái đời sống đạo đức của họ. Qua nhiều lần tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Ân Huệ, chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ Ngài. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là Ngài luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong mọi cái Phật sự, bao gồm những cái việc mà đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở tại Việt Nam. Mà khi mà giáo hội có một phái đoàn đến ở Quốc hội Hoa Kỳ, mà chúng tôi mời Ngài, Ngài sẵn sàng đi với chúng tôi đến ở Washington DC để mà gặp nhiều vị dân biểu, trong đó có vị dân biểu ở San Francisco, bà sau này là chủ tịch của Quốc hội Hoa Kỳ, Odyssey. Ngài cũng đến New York, Liên Quốc, ở một số những cái đại học. Mà đó, khi mà chúng tôi được mời làm diễn giả để trình bày về cái tình hình tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, thì Ngài cũng cùng với chúng tôi tham dự. Cho nên khi mà nhắc lại về cái cuộc đời của Ngài, chúng tôi thấy rõ ràng là Ngài không phải chỉ là một người bạn, mà còn là một người thầy. Và cái khoảng cách về tuổi tác giữa Ngài với tôi không là cái hố để có thể làm trở ngại cái sự trao đổi. Một cái điểm mà chúng tôi nhớ hồi đó là dù thuyết giảng cho một số đông hay là chỉ có một vài người, dù là một cái thời gian một giờ hay chỉ có 15 phút, Ngài cũng chịu khó ngồi xuống soạn cái chủ đề của cái bài giảng một cách rất là chi tiết. Đây cũng là một cái bài học lớn mà bản thân của chúng tôi thì nhiều khi Phật sự quá đa đoan, cho nên mình không thể thực hiện đúng như là những gì mà Ngài đã thực hiện. Mặc dù chúng tôi chứng kiến thấy Ngài làm cái điều đó, mình thấy phải nói rằng là rất là khó học. Bất cứ chuyện gì cũng chuẩn bị thật là kỹ lưỡng, thật là chu đáo. Và cái điều đó nó cho thấy là Ngài nhận cho mình sẽ làm gì. Những cái điều mà mình nói nó mang một cái tác dụng như thế nào, nó tạo một cái cầu nối mở đó toàn là ánh sáng, nó tỏa ra những ánh sáng của chân lý, nó giúp người khác tỏa sáng. Và với cái sự tỏa sáng bằng chân lý như thế thì chắc chắn là họ sẽ có những cái sự an lạc bất động. Một hôm nọ, khi mà chúng tôi thảo luận với Ngài về một cái chương trình để giúp cho tuổi trẻ có thể sống một đời sống mà ở đó nó thể hiện được lòng từ bi, vị tha vô ngã, thì Ngài nói rằng là tôi cũng đã trải qua một thờ của tuổi trẻ. Và cái thờ trẻ tuổi của chúng tôi nó khác với cái thế hệ hiện nay. Thế hệ của chúng tôi
rất là khó. Vì ở cái thời buổi lúc bấy giờ, những cái điều kiện kinh tế, những cái điều kiện của công nghệ chưa phát triển như là ngày hôm nay. Chưa có cell phone, chưa có những cái trang thiết bị về những cái dụng cụ để giáo dục như là cái thời đại hiện đại, cho nên nó vất vả lắm. Nhưng mà chính trong một cái điều kiện khó khăn như vậy, nó đã tạo cho chúng tôi một cái cơ hội lớn là phải phấn đấu một tất cả cái quyết tâm thành công đối với những cái mục tiêu mà mình đang hướng đến. Do vậy mà Ngài đề nghị là với tuổi trẻ hôm nay, vì có quá nhiều cái phương tiện cho nên đôi khi họ chủ quan. Cái gì cũng Google là có thể tìm hiểu tức khắc. Do vậy mà thiếu cái sự dùng công. Và chính đó đôi khi nó cũng làm cho dễ bị hạn chế, vì mình chưa tự trang bị cho mình một cái ý chí đủ mạnh để có thể đương đầu với bất cứ một cái tình huống nào, dù đó là những cái sự việc hết sức là đột ngột. Và Ngài cũng nói rằng là làm sao để chúng ta khám phá những cái thế giới mới. Nhưng cái điểm quan trọng đó là tái khám phá cái tiểu thế giới mà cần phải khám phá, đó là chính bản thân của chúng ta. Ngài là một cái vị giáo sư về tâm lý học, cho nên Ngài hiểu rất nhiều về cái tâm lý của đại chúng. Ngài nói rằng là cái tâm lý của tuổi trẻ ngày hôm nay thì rất là dễ bị lôi cuốn theo những cái cao trào, những cái học thuyết, nhưng mà cũng rất dễ bị thời thế nó làm cho mình nản chí, bỏ cuộc. Do vậy mà cái điều mà cần phải giúp cho tuổi trẻ đó là tự chủ, độc lập và vững vàng trong mọi cái hành nguyện. Nhất là phải có một cái định hướng. Bởi vì cuộc đời của chúng ta mà không có định hướng, không có mục tiêu, không có cái goal, thì mình cứ đi lanh quanh, đi mãi, nhưng mà không bao giờ có thể đến cái đích điểm. Do vậy mà trước hết phải hướng dẫn họ, để giúp cho họ có một cái định hướng, mục tiêu của họ trong đời sống là gì. Khi mà đã có một cái mục tiêu rồi, thì lúc bấy giờ mới đưa ra những cái kế hoạch để đạt đến cái mục tiêu đó. Còn nếu mà họ không có một cái mục tiêu gì cả, sống lông bông như là loại cây tầm gỡ, thì làm sao mà có thể đạt được những cái thành công như nguyện. Thưa quý vị, ở cái cuộc đời của trưởng lão Hòa Thượng Thích Ông Huệ là cả một cái bài học lớn. Nhưng mà ở đây, với một cái thời gian ngắn như thế này, chúng tôi không thể nào có thể chia sẻ một cách trọn vẹn, chỉ chia sẻ một đôi nét về Ngài, và mong rằng là với cái sự chia sẻ này cũng giúp cho những ai nghe có thể hiểu thêm về cuộc đời của một bậc chân tu thạc đức, đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Ân Huệ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng, A Di Đà Phật.
xây tương thân tình trong lòng.